Xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin thời tiết trưa nay, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được chúc cho một nửa của thế giới có thật nhiều sức khỏe, xinh đẹp và luôn tỏa sáng. Thưa quý vị, thời tiết vào trưa chiều nay ở miền Bắc cũng sẽ thuận lợi cho các hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam của mọi người. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 26 cho đến 28 độ. Từ đêm nay cho tới ngày 21 tháng 10 thì khu vực sẽ tiếp tục chịu tác động của một đợt không khí lạnh. Vì vậy mà mưa rào và dông lại quay trở lại với mức nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ. Một số nơi thuộc vùng núi có thể giảm xuống dưới 16 độ. Còn vào ban ngày thì trời âm u, nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng 20 đến 23 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó thì trưa chiều nay, thời tiết ở Hà Nội cũng sẽ khô ráo, thậm chí đôi lúc còn hửng nắng, thuận lợi hơn cho giao thông đi lại trong hôm nay. Trời lạnh với mức nhiệt độ cao nhất là 28 độ, tuy nhiên thì vẫn còn hơi se lạnh. Chiều tối nay nhiệt độ hạ dần và khi mà không khí lạnh xuống vào đêm nay thì mưa sẽ quay trở lại. Mưa ở miền Trung sẽ có xu hướng giảm dần về diện và lượng tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế trong hôm nay và chỉ còn xuất hiện rải rác tại khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận. Mưa tạm giảm nên nhiệt độ tại khu vực có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất đạt từ 26 đến 29 độ tại phía Bắc và các khu vực còn lại là từ 28 cho đến 31 độ. Thành phố Đà Nẵng nằm trong khu vực còn mưa rải rác, người dân vẫn cần phải mang theo các vật dụng che mưa bên mình trong hôm nay, nhiệt độ cao nhất sẽ là 30 độ. Từ chiều tối trở đi, trời mát và dễ chịu với mức nhiệt thấp nhất là khoảng 25-26 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất là từ 30 cho đến 31 độ, khả năng mưa lên tới 90%. Những cơn mưa sẽ bắt đầu xuất hiện từ chiều cho đến tối, quý vị cần đi lại cẩn trọng khi gặp trời mưa to. Do có mưa nên tối và đêm nay trời mát với mức nhiệt chỉ dao động trong khoảng 24-25 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ cho các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.